Alo, Đồ Cao Nhật Bãi chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em tiếp tục lên cước câu nha mọi người. Hàng em bán ra là chưa bao gồm phí ship là 30.000 trên một đơn hàng nha. Ship toàn quốc nha. Rồi đầu tiên em có mã lưỡi nha, em sẽ lên mã lưỡi cho mọi người nè. Lưỡi này đây, hai bịch này là em tặng theo nha, kèm theo tặng kèm. Đây, lưỡi này là lưỡi số 9 nè, loại này của Maruto nha, hàng Sapan nha mọi người. Loại này lưỡi số 9 nè, để em đo cả lưỡi cho mọi người coi. Đây, cái lưỡi này nè. Một bịch này là 100 lưỡi nha mọi người. Một bịch này là 100 lưỡi, anh em coi cả lưỡi nè. Đấy. Rộng. Rộng là 4 mô ly nha mọi người, cao là 8 mô ly, rộng là 4 mô ly và cao là 8 mô ly nha. 4 bịch là 400 lưỡi. Rồi. Mà mã 1 nha, 4 bịch này là bao nhiêu? 4 bịch này là giá là 200k nha, là 4 bịch là 400 lưỡi nè. Bây em sẽ tặng cho anh em thêm một bịch lưỡi này nè. Lưỡi này là lưỡi inox cho mọi người. Lưỡi này là lưỡi inox nhưng mà đây. Lưỡi này thì nó kháng mặn tốt. Nhưng mà độ sắc bắn thì nó em thấy nó cũng không sắc lắm. Anh nhìn cái lưỡi nè. Nhìn nó cũng không sắc lắm nha, nè. Nó hơi quắp vào trong. Đây. Cái lưỡi nè. Đây. Tặng cái lưỡi này nè, nó hơi không sắc lắm nha mọi người. Nó cũng sắc nhưng không sắc lắm. Đây. Nó cũng hơi đùi vậy. Tạm cảm thấy vậy. Loại này thì đây cỡ lưỡi này, lưỡi nào lưỡi tặng nha. Bịch này là 100 lưỡi nè. Đây loại này thì cũng cao là 9 mô ly. Cao 9 mô ly và rộng là 4 mô ly nha. À cao là 7 mô ly. Cao là 7 mô ly, rộng là 4 mô ly. Đấy, một bịch. Và bịch kia nữa. Đây. Tặng thêm bịch này nữa nha. Bịch này thì cỡ lưỡi cũng đây, cũng 100 cái nha. Đây cả lưỡi đây. Rộng là 3 ô ly và cao là 11 ô ly à 9 ô ly nha. Cao 9 và rộng là 3 ô ly. Đây lưỡi đây. Lưỡi này thì cực kỳ sắc luôn. Lưỡi này nhỏ nha. Rồi. 4 bịch tặng 2 bịch luôn, giá vẫn 200k nha. Đấy, mã số 1. Đấy, đi cao lên một mã này thôi nha, đi cao lên lâu quá. 1. Giá là 200k. Tiếp tục mã số 2. Rồi, mã số 2 tiếp tục là em có một dòng cước PE. Cước PE thì nhiều anh em câu bên em rất là nhiều rồi. Dòng này câu cực kỳ thích luôn. Cước PE là sự kết hợp giữa cước và PE nha mọi người. Đây, em có loại này là 0.35 à. Đây, loại này là 0.35 này. Loại này là 0.35. Là 0.35. Là độ dài là 150m, là 4.0 này. Loại này là 1, 2, 3, 4. Anh em nhìn thấy cước này, nhìn xa anh em tưởng một màu đúng không? Nó là cước 5 màu nha mọi người. Cước 5 màu dây liền với nhau. Dây là dây tàng hình nha mọi người. Dành cho anh em nào câu biển nè, là làm cần máy nha. Khi mà lấy ra nó thành màu trắng như thế này nha. Rồi. Mã số 2 nha. 4 cụm này nha. 4 cụm này đi. Ở đây này 5 cụm chứ. 5 cụm 0.35 nha. 5, 1, 2, 3, 4. 4 cụm à. Có hai loại này là 0.35 này, đều là đây. Loại này 5 cụm nha, để cho anh em giá bao nhiêu mã số 2, để cho anh em giá là 4 cụm tặng 1 cụm giá chỉ có 200k. Loại này là sức tải là 26 lb 0.35, sức tải 11 kg nha. Đây, dây là dây 5 màu nha mọi người. Mã số 2, giá là 200k, 4 cụm tặng 1 cụm, dây liền với nhau. Tiếp tục mã số 3. Rồi. Mã số 3 tiếp tục là em cũng có dòng cước PE đó, loại này là loại 0.40 nha mọi người. Cước PE loại 0.40 nè. Đây, hồi nãy là 0.35. 0.40 là tương đương với cước số 6, độ dài là 150m một cụm này. Loại này 0.40 32 lb nha. Dây cái màu của nó đây. Đây. Anh em nhìn sợi dây nha, loại cũng dây là 5 màu nha mọi người. 1 2 3 4. 4 cụm tặng 1 cụm giá bao nhiêu? Giá chỉ có 200k đấy. Cước PE là sự kết hợp giữa cước và PE nha mọi người. Dây này thì càng câu càng thẳng nha mọi người. Càng đánh thì càng thẳng. Đấy, dây thì rất là trơn tru nha mọi người. Mã số 3. Giá là 200k, 4 cụm tặng 1 cụm là dây liền với nhau là đây, thâu tính là 150m đúng không? Tính 400 tính là 100m, 200m, 34. 400m tặng thêm 100m dây liền với nhau 200k, mã số 3. Tiếp tục mã số 4. Rồi, tiếp tục mã số 4. Thứ 4 là em có dòng cước công nhận nè. Công nhận này là Tatula
0.30 độ dài là 100 mấy, sức tải là 10 kg nha. Loại này là bao nhiêu? Loại này thì cũng nguyên lốc này là giá bao nhiêu? 400k cả ship. Còn anh em mua 4 cụm tặng 1 cụm là giá là 200k cộng ship 230 nha. 1 2 3 4 400 mấy tặng thêm 100 mấy là 500 mấy dây liền với nhau nha. Cứ con nhện của người Nhật là người ta câu nước biển, nước nhiều. Nên là người ta lúc nào nó dây nó cũng liền với nhau. Còn Việt Nam mình thì nó chỉ có một cụm ngắn ngắn thôi. Rồi mã số 4. Dây liền với nhau để cho anh em giá bao nhiêu? Tatula hàng Japan nha mọi người. Sức tải 10 kg, độ dài là 100 m. Rồi mã số 4, 4 cụm tặng 1 cụm giá chỉ có 200k. Dòng này đánh cực kỳ trâu bò, kéo cả cây tre luôn nha. Mã số 4. Tiếp tục mã số 5. Rồi. Tiếp tục mã số 5 nha mọi người. Rồi số 5 là em tiếp tục là em có dòng cước PE loại này là 0.50 nè. 0.50 là tương đương với cước số 8 nha mọi người, nhưng mà dây này mới so với cước bình thường nó cỡ bằng cước số 7 thôi à. Anh em nhìn sợi dây cước đẹp không? Đây. Đây cước cực kỳ đẹp luôn, 0.50 cước PE 45 là B8.0, độ dài là 100 m, 0.50 đấy, dòng 5 màu này, cước 5 màu này. Đấy, cước PE nha mọi người. Đây. Nó là PEX8 nha, 0.50. 1 2 3 4 4 cụm tặng 1 cụm giá bao nhiêu? Giá chỉ có 200k, nguyên lốc này là bao nhiêu? Nguyên lốc này là giá là 400k. Đấy. Dòng này thì không có bao ship nha mọi người. Đấy, dòng này thì cước PE cực kỳ đã luôn. Dòng này đánh thì càng đánh càng thẳng nha. 0.50 tương đương với số 8 rồi. 100 m trên 1 cụm là 10 cụm là 500 m. Còn nguyên lốc này là 1000 m dây liền với nhau. Mã số 5. Giá là 200k 1 cụm. 4 cụm tặng 1 cụm là 200k nha. Là tổng chiều dài là 500 m á. 5 cụm nha, 5 cụm là 200k. Mã số 5. Tiếp tục mã số 6. Rồi. Tiếp tục mã số 6. Mã số 6 tiếp tục là em có một dòng cước nó lớn hơn một chút này. Cái size này là 0.55, 0.55 là tương đương với cước số 10, độ dài là 100 m nè. Một anh em nhìn sợi dây cước đẹp không? Hàng Nhật nó có hai là cái dây mẫu loại à, mẫu màu mẫu kiểu luôn. 1 2 3 4 5. Rồi, 4 cụm tặng 1 cụm giá 200k, nguyên lốc này là 10 cụm thì giá là 400k. Rồi, cước PE là sự kết hợp giữa PE, dây này càng đánh càng thẳng nha, dây rất là mịn nha mọi người. Rồi, loại này là 0.50 là 0.55 50 LB nha mọi người, là sức tải 22 kg. Đây, cước 5 màu, dây cực kỳ đẹp luôn. Anh em nhìn sợi dây cước này, mới tinh nha, hàng chưa qua sử dụng. Mã số 6. 4 cụm tặng 1 cụm giá 200k. Tiếp tục mã số 7 nha. Rồi. Tiếp tục mã số 7. Rồi, mã số 7 thì em có size lớn hơn chút nữa là 0.60 là tương đương với cước số 12 này. 0.60 là tương đương với cước số 2, độ dài là 100 m. 0.60 rồi, anh em nhìn sợi dây cước này. Đấy, 5 màu rất là đẹp luôn. Đấy. Dây cước còn mới tinh nha. 1 2 3 4. 4 cụm là 400 m, tặng thêm 100 m, giá chỉ có 200k, còn nguyên lốc này là 400k. 0.60 sức tải là tới 55 LB này, dây là tương đương với dây số 12, độ dài là 100 m. 0.60 nguyên lắp là giá là 400k. Mã số 7 nha. Mã số 7 400k. Tiếp tục mã số 8. Rồi. Tiếp tục mã số 8. Mã số 8 giới thiệu với anh em là một dòng PE nha mọi người, dòng PE chuyên cho anh em lưu rê. Đây. Loại này là lưu rê đánh UL cảm giác rồi nè. Loại này là PE 150 m số 1 nè. Loại này là chất tải là 9.5 kg nha, lõi là lõi X8. Đây, dòng này là Xpander nha, hàng chưa qua sử dụng nha mọi người. Đây, Xpander số 1 nè, chất tải 9.5 kg, 150 m, mã QR nè, X8 nha mọi người. Dây là cực kỳ mịn luôn, anh em nhìn sợi dây này, rất là mịn màng luôn nha. Rồi, cụm này để cho anh em giá bao nhiêu? Bình thường cụm này á, dòng IGK là dòng chống sốc, chống nổ nha. Dòng này nè, IGK Made in Japan. Đấy, dòng này bình thường bèo nhất là anh em phải mua được trên giá mà hàng chưa qua sử dụng là phải 600 đến 700 ngàn trên một cụm nha. Đấy, hôm nay em sale đấu rẻ được về giá bao nhiêu? Giá chỉ có 350k. Đấy. Rồi, cụm này để cho anh em giá là 350k, mã số 8 nha. 350. 350 là cụm PE nha. Bên em sẽ tặng cho anh em thêm một cụm fluoro carbon con bò cạp này. Anh em nhìn này, dòng này là dòng tải trọng cao nha mọi người. Nó sức tải tới 17 kg nhưng 0.35 là tương đương với cước số 4.5 thôi, dây là dây màu trắng nha. Vì anh em làm lander, anh em đánh lure nha. Rồi. Cụm này bao nhiêu? 150 m, tặng thêm cụm này 100 m, hàng tất cả hàng chưa qua sử dụng nha mọi người. Giá bao nhiêu? Mã số 8. Vẫn 350, mã số 8, 350. Tiếp tục mã số 9. Rồi, mã số 9 cũng dòng đó nhưng mà anh em có size lớn hơn một chút là size số 2 nè. Số 2. Đây, size số 2 nha mọi người. Size số 2 nè, loại này là đây, còn hộp hàng chưa qua sử dụng nha. Đây còn nguyên nha, còn nguyên này, còn chưa qua sử dụng này. Loại này là mã QR nha, sức tải 18 kg, độ dài là 150 m, dây số 2. Đấy, dòng Xpander nè, đấy. IGK Made in Japan nha mọi người. Dây này dây là dây 5 màu nha mọi người, 1 2 3 4 5 màu này. Rồi, cụm này là chữ Nhật em chịu nha. Rồi, cụm này đủ để anh em giá bao nhiêu? PEX8 này anh em sẽ dây nè. Cực kỳ mịn màng luôn nha. Rồi.
cực kỳ mịn màng luôn. Dây này thì anh em về lưu rê chống sóc rồi cực kỳ đã luôn. Rồi mã số 9 để cho anh em giá bao nhiêu, giá chỉ có 350k. Dây số 2. Rồi dây số 2 thì nó cũng là dây nhỏ thôi. Thì bên em vẫn tặng thêm con bọ cạp này về anh em về làm dây lander nha. Fluoro carbon 0.35, sức tải là 17 kg, dây dây màu trắng. Mã số 9 để cho anh em giá bao nhiêu. Cụm 2 số 2. Tặng thêm cụm 100 mét nữa. Con bọ cạp Fluoro carbon. Rồi, giá bao nhiêu vẫn 350k. Mã số 9. Tiếp tục mã số 10. Đấy, mã số 10 nha. Rồi, mã số 10 thì còn lại một cụm duy nhất là nó về được một size là số 4 nữa mọi người nè. Số 4 này thì thích hợp về cho anh em câu lục rồi đây. Sức tải là 30 kg, độ dài là 150 m. Đấy, dây là dây đây. Dây là lỗi 8 nha, dây rất là mịn luôn này. Đây. Made in Japan nha mọi người. Đấy, dòng này chỉ nhập hàng chưa qua sử dụng là còn nguyên nè. Rồi. Đủ 150 m cho mọi người, số 4. Sức tải là 30 kg, dây PE8 nha, để cho anh em giá bao nhiêu. Giá chỉ có 350k thôi, dây số 4 nha. 350 này dây thì sẽ tặng cho anh em thêm một cụm dây fluoro carbon nha mọi người. Dây số 4 sẽ tặng cho anh em thêm một cụm fluoro carbon lớn chút. Chờ em chút nha. Bên đây. Rồi, sẽ tặng cho anh em thêm một cụm fluoro carbon số 6 đi. Đây, fluoro carbon số 6 này dòng là dòng super fishing line nha. Dòng này đánh cực kỳ hay, được cái là mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bị sắn này. Tàng hình mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bị sắn. Cụm này là giá bao nhiêu? Số 4. 350 tặng thêm cụm này, giá bao nhiêu? Khoảng 350, mã số 10. Tiếp tục mã số 11. Rồi. 11. Và 11 tiếp tục là giới thiệu cho anh em một dòng cước tím nha mọi người. Dòng cước tím dòng này dành cho ai? Đây không ơi. Đây dòng cước Super Fishing Line này, dòng Super Fishing Line 0.6 là tương đương với 0.12, độ dài là 500 m, sức tải là 4.4 kg, fluoro carbon này. Anh em nhìn sợi dây cước này, là một dòng cước tàn hình mềm mịn và không bị sắn nha. Nhiều anh em cần thủ kêu cái loại này là thiếu, em đủ 500 m cho mọi người, hàng chưa qua sử dụng còn nguyên nha mọi người. Đấy. Tại vì cái cụm này á là đây, cụm này ví dụ như là cụm này là 0.6 nữa cụm thế này nha, nhưng mà cụm này cũng một cụm, nhưng mà cụm số 7 là nó đang tràn thế này nha. Đấy, nhiều anh em cần thủ không rõ này là cứ nghĩ là nó thúc xuống là nó sẽ thiếu. Nhưng mà cái dây này nó nhỏ sẽ nó cụm nhỏ, còn dây lớn thì sẽ phải phòng lên tại vì nó dùng một size. Rồi. Cụm này 0.6 là tương đương với 0.12, sức tải là 4.4 kg, là dòng cước tàn hình mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ xoắn. Dòng này là dòng cước fluoro carbon nha, ba màu, nhưng mà ra đây anh em nhìn này, màu nó không, nó kiểu như màu rêu vậy mọi người nha, màu trắng xanh rêu vậy mọi người nha. Này. Rồi, cụm này để cho anh em giá bao nhiêu, giá chỉ có 400k, 0.6 tương đương với 0.12, sức tải là này. 4.4 kg. Rồi. Sẽ tặng cho anh em thêm một cụm fluoro carbon, loại này là 0.20 nè. 0.20 là tương đương với size là 1.8 nha mọi người. Rồi cụm này 500 m. Cụm này 500 m là số 0.6, lại cương 0.12, tặng thêm cụm này là 0.20. 0.20 mã số 11, giá bao nhiêu vẫn chỉ có 400k, và tặng cho anh em thêm một cụm nữa nè. Một cụm cước số 2 nha mọi người. Đây. Tặng thêm một cụm cước Japan này, loại này số 2 này là 0.23 này, dây là dây màu trắng này. Rồi, combo anh em 3 cụm để cho anh em giá bao nhiêu. 0.6 tặng cụm 0.20 và cụm 0.23. Cụm này là 1.8 này, cụm này là 2.0 và cụm này là 0.6, giá bao nhiêu, giá vẫn chỉ có 400k. Là tổng chiều dài là 500 m, 600 m, 700 m chai, 700 m nha. Mã số 11. Tiếp tục mã số 12. Rồi, 12 tiếp tục là dòng cực kỳ đỉnh luôn, chuyên về cho anh em câu cá chép. Đây, cước tím nha mọi người. Dòng cước tím này là dòng cước chuyên về cho anh em câu cá chép nè, là một dòng cước tàng hình nè. Đấy, dòng này chuyên anh em đánh chép nha, đánh cá nước ngọt nè. Đây, loại này nha, 2.0 là 0.23, sức tải 8.5 kg, fluoro carbon. Đây, anh em nhìn sợi dây cước nè, anh em nhìn nè. Đấy, anh em nhìn sợi dây cước nè, cực kỳ bóng luôn nha mọi người. Là một dòng dây tàng hình mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bị sắn. Đây, anh em khi nó ra nè, nó tím nhưng mà nó ra ngồi nè, thấy không? Đây. Nó kiểu bong, nó dạng như tàng hình nha mọi người. Dòng là dòng cước tàng hình chuyên về cho anh em câu chép. 2.0 là 0.23, sức tải 8.5 kg, fluoro carbon. Anh em biết rồi, khi con cá chép ăn thì em thấy tất cả con cá nước ngọt đều ăn. Rồi mã số 12 để cho anh em giá bao nhiêu. Fishing Line Classic 2.0 0.23, sức tải 8.5 kg, để cho anh em giá mã số 12, để cho anh em giá chỉ có 400k nha. 400k 2.0 này. Rồi, là 0.23,
sẽ tặng cho anh em thêm một cụm dòng của thằng Fishing Line luôn. Dòng này cũng Super Fishing Line 2.0 là 0.23, sức tải 8,5 kg, fluoro carbon 100% dây màu trắng. Cụm này tặng thêm cụm này mã số 12, giá vẫn chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 13. Rồi, 13 tiếp tục cũng dòng fluoro carbon nhưng mà có size lớn hơn một chút nữa. Là size này là 3.0. 3.0 này là Fishing Line Classic fluoro carbon. 3.0 là 0.28, sức tải 9,9 kg, độ dài 500m. Anh em nhìn sợi dây này, đấy, là một dòng cước tàng hình mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bụi xoắn nha. Đấy. Rồi, mã số 13. Tặng cho anh em thêm một cụm fluoro carbon 3.0 nha. Tặng cho anh em thêm một cụm fluoro 3.0 là 0.28, sức tải 9,9 kg, fluoro carbon 100% 100m nha. Dòng Fishing Line Super, dòng này là Fishing Line Classic. Rồi, mã số 13, cụm này 500m, tặng thêm cụm này, giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 400k. Mã số 13. Tiếp tục mã số 14. 14 tiếp tục là giới thiệu cho anh em một dòng dây cực kỳ PE, chuyên cho anh em lure, cực kỳ bền bỉ luôn. Đây, loại này đây. Loại này là sao? Dây PE siêu bền, nhưng mà nó được cái hai của nó là nó kháng mặn. Anh em nào câu biển là nó kháng mặn cực kỳ tốt nha. Rồi, loại này là 1.5, là sức tải 20 lb, độ dài là 500m nha mọi người. Rồi, cụm này để cho anh em giá bao nhiêu? Giá chỉ có 400k. Là dây PE siêu bền, kháng mặn, chuyên biển. Anh em nào về lure lắp thì cũng cực kỳ đã nha. Dòng này chống sóc cực kỳ tốt luôn. Là 1.5 là 20 lb nè. Giá là 400k nha. Rồi, 0.20 sẽ tặng cho anh em thêm một 0.20 là dây 1.5 nha. Dây PE nha mọi người. Dây PE là dây dù, dây siêu bền kháng mặn nha. Chuyên anh em về câu biển lure lắp. Rồi, loại này lure biển nha. Loại này là 0.45 nè. Dòng này là siêu tải trọng nha. Fluoro carbon con bò cạp nè. Đấy, dòng bò cạp sức tải tới 32 kg nha. Dây cước nha mọi người. Fluoro carbon. Cụm này tặng thêm cụm này, tặng thêm cụm này, giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 400k, mã số 14. Tiếp tục mã số 15. Rồi, mã số 15 nha, 15 tiếp tục là em có dòng PE nha mọi người. Đây. 15 tiếp tục là em có dòng PE siêu bền này, loại này cũng PE siêu bền kháng mặn chuyên biển, loại này là 3.0, là sức tải là 30 lb, là tương đương với 0.28 nha. Anh em sợi dây này. Đấy, anh em nhìn sợi dây này, đấy, dây PE siêu bền kháng mặn chuyên về cho anh em câu biển lure lắp lure ghề nha mọi người. Dây này nó cực kỳ, anh em nhìn sợi dây này, cực kỳ trâu bò luôn. Rồi, cùng này 500m, để cho anh em giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 400k. 400k sẽ tặng cho anh em thêm một cụm fluoro carbon, loại này cũng 0.45 này, 0.45 là sức tải 32 kg, dây là dây màu trắng. Đây, cùng này tặng thêm cùng này, cùng này giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 400k, mã số 15, dây PE siêu bền kháng mặn 500m, là 0.28, độ dài 500m nha. Sức tải là 15 kg. Tiếp tục mã số 16. Rồi, 16 tiếp tục là em có một dòng dòng cước của Bruno này. Dòng này là dòng Lander nha mọi người. Độ dài là 100m, sức tải là 200 lb. 200 lb là sức tải là 100 kg nha mọi người. Dây là 1,4 L nha mọi người. Đấy, hàng Sapan nha mọi người. Đây, hàng này chưa qua sử dụng nè, độ dài là 100m. Dây này chuyên về cho anh em làm lander mà câu đáy biển nha mọi người. Câu đáy biển hoặc là anh em đánh cá lớn nè. Sức tải tới dài này giờ là dòng lander nha mọi người. Sub lander, dòng này là dòng sub lander nha mọi người. Đấy, rồi. Cụm này để cho anh em giá là mã số 16, cụm này để cho anh em giá là 400k nha, 400k trên 100m dây. Mã số 16, tiếp tục mã số 17. Rồi, 17 tiếp tục là em có dòng PE này, loại này là PE cũng là PE siêu bền. Loại này là 500m 4.0, là sức tải là 40 lb, là 0.32 nha. Dây PE siêu bền kháng mặn chuyên về cho anh em câu biển, câu ngâm lăn xê bạc biển nha. Rồi, loại này là 4.0, là sức tải 40 lb, là 20 kg, tương đương với 0.32, lõi là lõi 8 nha. Đây, lõi 8 nha. Rồi, dây là dây siêu bền, dây là dây 5 màu nha mọi người. Dây là dây 5 màu, 7 màu vậy đây. Rồi, cuộn này thì mã số 16 để cho anh em giá chỉ có 400k. 400k là dây này, là dây số 4 nè. Dây số 4 sẽ bên em sẽ tặng cho anh em thêm một dòng dây fluoro carbon nha. Dây về một người làm là dây chi. Đây. Loại này là 6.0 nha, 6.0 là 0.40, sức tải 17 kg nha. Fishing Line fluoro carbon, dây là dây màu trắng. Cuộn này 500m, tặng thêm cuộn fluoro carbon 100m, mã số 17, giá vẫn chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 18. Rồi, 18 tiếp tục là em có xay số lớn hơn một chút nè. Dòng này em có số 5 và số 6 nữa nha mọi người. Mọi người nào lấy số 6 thì giá vẫn vậy. Đây. Đây số 5 nè. Số 5 là sức tải 50 lb, là 0.37 nha.
0.37 mm, lõi là lõi 8 này, dây là dây PE siêu bầy kháng mặn, chuyên về cho anh em câu biển nha. Rồi mã số 18 nha, để cho anh em giá bao nhiêu. Giá vẫn chỉ có mã số 18 nha, giá chỉ có 400k. Rồi fixing line 500x 5.0 50LB 0.37. Rồi tặng thêm cụm này 8.0 0.50 sức tải 21kg dây một rắn. Cụm này 500x tặng thêm cụm này, giá mã số 18. Vẫn để cho anh em giá chỉ có 400k nha. 18 giá chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 19. Đây. 18 nha, 5.0 này là 0.37 nha, dây PE siêu bền kháng mặn. Anh em về câu nước ngọt rồi. Anh em nào mà kéo cây ở dưới sông rồi anh em lấy dây dây này anh em kéo cực kỳ đã, cực kỳ trâu bò luôn. Rồi, mã số 18. Tiếp tục mã số 19. 19 thì cũng có dòng đó nhưng mà loại này nó cực cao hơn nữa là 300m, loại này là sức tải là 0.20 thì sức tải cũng 10kg nhưng mà lõi này là lõi 12 này. Anh em nhìn sợi dây này cực kỳ mịn luôn nha. Dây này là lõi X12 nha mọi người. X12 nha mọi người, 12 này. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Giá chỉ có cuộn này giá là 500k nha. 500k, 300m, lõi X12, dây là dây siêu bầy kháng mặn chuyên biển, chuyên lưu rê nha. Lõi là lõi X12. Rồi cuộn này 300m để cho anh em giá là 500k. 500k sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn dây đây. Dây. Rồi, sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn đây, một cuộn fluoro carbon này. Loại này cũng 0.45 này, sức tải 32kg, dây là dây màu trắng nha. Cuộn này tặng thêm cuộn này, giá bao nhiêu? Mã số 19, giá vẫn chỉ có 400k. À 500k nha. 500k loại này X12. Mã số 19, tiếp tục mã số 20. Rồi. 20 tiếp tục là em có một dòng dây PE chuyên cho anh em lưu rê nha. Đây, loại PE chuyên cho anh em lưu rê nè. Đây, loại này là loại Xpander nha mọi người, 2.5, độ dài là 150m, sức tải là 22kg, hàng chưa qua sử dụng nè. Đây, 22kg, 150m nè, còn nguyên này nha mọi người, còn chưa sử dụng nha. Đây, dây đây, 2.5, chuyên cho anh em lưu rê, mã số 20. Cuộn này bình thường là giá 650k là anh em mua rẻ nhất nha, bên em sale giá bao nhiêu? Giá chỉ có 350k. 350k là dây 2.5 nha. Lưu rê chống sốc cực kỳ tốt luôn. Rồi sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn fluoro carbon. Cũng loại tặng cho anh em thêm một cuộn cước nè, fluoro carbon 0.50, sức tải là 40kg, dây là dây màu trắng nha, hàng chưa qua sử dụng luôn, còn nguyên bao bọc này. Cuộn này 150m, 2.5, chưa qua sử dụng, tặng thêm cuộn này. Mã số 20, giá vẫn chỉ có 400k. À, vẫn chỉ có 350k nha. Em nhầm, mã số 22. À, 20 chứ. Tiếp tục mã số 21. Rồi tiếp tục mã số 21 nha. 21 tiếp tục là em có dòng fluoro carbon nè. Loại này là 2.5, là 0.26, sức tải 9.3kg, fluoro carbon 100%, là dây màu trắng nha. Đây là một dòng cước tàng hình mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bị sóng. 2.5 là tương đương với 0.26, sức tải 9.3kg, dòng dây màu trắng nha. Cuộn này thì mã số 21, để cho anh em giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 400k nha. 2.5. 2.5 sẽ bên em sẽ tặng cho anh em xây nó nhỏ hơn một chút nè. Cũng fluoro carbon, hai dòng đây, một dòng đây. Đều là dòng cước tàng hình mềm mịn và không mùi sắn nha. Dòng là Super Fishing Line. Hai cuộn này để cho anh em mã số 21, vẫn để cho anh em giá chỉ có 400k. Đấy, hai dòng cước tàng hình mềm mịn và không mùi sắn. 500m và 100m là 600m. Hàng chưa qua sử dụng. Tiếp tục mã số 22. Tiếp tục mã số 22, em có combo dành cho một người câu cá nhỏ nha mọi người. Combo dành cho một người câu cá nhỏ nè. Em có đây, loại này là 1.5, độ dài là 100m, tương đương với 0.20 nè. Loại này là 1.2, là 0.18, sức tải 7.4kg nè. Loại này là 1.0, là 0.16 nè. Ba cuộn cước này là cước fluoro carbon, tàng hình mềm mịn và không bị sóng nha. Dòng cước màu trắng. Loại này là 0.2, 16, 18, 20. 20. Để em coi à, thêm em một cuộn 0.22 nữa. Đây, ba cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Ba cuộn này để cho anh em giá chỉ có 300k. Tặng thêm anh em một cuộn fluoro carbon này, 0.22, sức tải 8.5kg này, con bồ cạp này, fluoro carbon nha, dây là dây màu trắng này. Rồi ba cuộn này 300k, tặng thêm cuộn này, giá vẫn chỉ có 300k. Mã số 22 nha, tổng là 4 cuộn, giá 300k. Tiếp tục mã số 23. Rồi 23 tiếp tục là em có dòng dây fluoro carbon, loại này là 4.0 nha mọi người. Đây, fluoro carbon loại này là 4.0, là 0.32 này, sức tải là 12kg nha. Dòng này là dòng cước tàng hình chống sốc cực kỳ tốt.
Dòng này là mài mòn và anh em có thể đi về đi lưu re lóc nha mọi người. Fluoro carbon là dòng cước tàn hình mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bị sắn. 4.0 là tương đương với 0.32, sức tải là 12 kg, fluoro carbon 100%. Cụm này 500m, để cho anh em giá bao nhiêu, giá vẫn chỉ có 400k là 4.0 tương đương với 0.32 nha. Sẽ tặng cho anh em thêm một cái size nó nhỏ hơn một chút, nhỏ lại một chút, là loại này là 3.5 là 0.30, sức tải 10 kg. Dòng này cũng là super fishing line, hai cụm này đều hàng chưa qua sử dụng nha. Tổng chiều dài là 600m, mã số 23, giá là 400k. Tiếp tục mã số 24. Rồi, 24 tiếp tục là dòng tiếp tục mã số 25 nha mọi người. Tiếp tục mã số 25. 25 tiếp tục là dòng fishing line classic 6.0. 6.0 loại này là 0.40 nè, độ dài là fluoro carbon, dây là dây màu tím nha mọi người. Dòng này là dòng sao? Tàn hình mềm mịn và không bị xoắn, chống sóc cực kỳ tốt luôn và chống mài mòn nha mọi người. Giò này là số 6, chuyên về cho anh em lưu rê. Ví dụ như nó số 6 thì so với cước bình thường nó chỉ là số 4 thôi, hoặc là số 5 thôi nha mọi người. Rồi, dòng này là dây cực kỳ mịn, siêu mịn luôn. Super fishing line, dòng cước fluoro carbon là dòng cước thẻo, anh em có thể phải làm trục, đánh lục hay là anh em câu ngâm, lăn xe, đánh tất cả mọi thứ nha. Nhưng mà loại này làm thẻo cho anh em săn hàng cá lớn nha mọi người. Rồi, cùng này 500m, để cho anh em giá bao nhiêu? 400k, 6.0 là 0.40, sức tải là tới 17 kg nha. 17 kg, sẽ tặng cho anh em thêm một cụm cước số 6 sẽ tặng cho anh em thêm cụm số 5 này. Cụm số 5 là Super Fishing Line 0.37, sức tải 16 kg, dây màu trắng. Cụm này tặng thêm cụm này, giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 400k, mã số 25, giá vẫn chỉ có 400k, mã số 25 nha. Tổng chiều dài là 600m. Tiếp tục mã số 26. Rồi, 26 tiếp tục là loại này là 8.0 nè. 8.0 là 0.50, sức tải là 21 kg, fluoro carbon 100%. Dòng này là fishing line classic, là một dòng cước tàn hình mềm mịn và dây tuyệt đối không dầu xoắn nha. Cụm này 500m. Anh em nhớ nha, cước tàn hình mềm mịn và không bị xoắn, cước thẻo, nhưng mà anh em về làm trục đánh cực kỳ tốt luôn, tại vì nó không bao giờ bị xoắn luôn nha. Rồi, cụm này là 0.50, sức tải 21 kg, độ dài là 500m, để cho anh em giá bao nhiêu, giá chỉ có 400k. 400k sẽ tặng cho anh em thêm một cụm fluoro carbon con bò cạp nữa nha. Con bò cạp loại 0.50, nhỏ hơn chút nha. Để tặng anh em con bò cạp 0.45 này, sức tải 32 kg, dây màu trắng nha. Rồi cụm này tặng thêm cụm này, mã số 26, giá vẫn chỉ bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 400k, mã số 26. Tiếp tục mã số 27. Rồi, mã 27. Rồi 27 tiếp tục là em có một dòng dây PE này, chuyên về cho anh em lure nha. Lure hoặc là anh em có ngâm đồ, anh em đánh lục đều được. Đây, dây này là dây PE 7 màu nha mọi người. À, 5 màu nha. 1 2 3 4 5 này, dây là dây 5 màu nha mọi người. Đây. Dây này là dây 5 màu. Dòng này là của Xpander. Đây, dòng này là IGK Made in Japan nha, mã QR nè. 300 số 3, độ dài là 150m, sức tải là 25 kg, dòng PEX8, dây là dây siêu bền, dây cực kỳ mịn luôn. Rồi cụm này để cho anh em giá bao nhiêu? Để anh em giá chỉ có 350k. Dây này là dòng này là dòng PE chống sóc nha mọi người. Chống sóc cực kỳ tốt luôn. Rồi. 3.0. 3.0 sẽ tặng cho anh em thêm một cụm fluoro carbon loại 6.0 nha. Loại này 6.0 là sức tải 17 kg, là tương đương 0.40, dòng Super Fishing Line fluoro carbon, dây màu trắng này. Cụm này tặng thêm cụm này giá bao nhiêu? Vẫn chỉ có 350, mã số 27. Tiếp tục mã số 28. Rồi, 28 tiếp tục là dòng 28. Rồi, 28 tiếp tục là em có một dòng fluoro carbon này. Loại này thì nhỏ hơn chút này. Loại này là 3.0 nha mọi người. Đây, 3.0 dòng Super Fishing Line, chuyên về cho anh em câu biển nha, làm thẻo câu biển nha mọi người. 3.0 là 0.28, sức tải 9.9 kg. Loại này anh em về câu biển, câu nước ngọt đều được hết nha. Dòng cước tàn hình mềm mịn và không bụi xoắn. Đây, anh em nhìn trời dây này, dây nó tàn hình này. Khi mà nó đây là 3 màu đúng không, nhưng mà ra đây là nó sẽ mành màu màu trắng nha mọi người. Anh em thấy hay không? Đấy, là dòng cước tàn hình mềm mịn và không bụi xoắn. Cụm này 500m, để cho anh em giá bao nhiêu? 3.0, để cho anh em giá chỉ có 400k. 3.0 để cho anh em giá là 400k. Sẽ tặng cho anh em thêm một cụm nhỏ hơn chút, là loại này là 2.0 là 0.23, sức tải 8.5 kg, cụm nghề dây màu trắng. Cụm này 500m, tặng thêm cụm này, giá bao nhiêu? Vẫn chỉ có 400k, mã số 28. Rồi, tiếp tục mã số 29. 29 tiếp tục là em có một dòng cước Shimano này. Đây, một dòng cước Shimano nha mọi người. Loại này là 0.22 này. Loại này là 0.22, là độ dài tới 250m này.
0.22, độ dài 250m, dòng Shimano. Dòng này là được sản xuất tại Pháp nha mọi người. Dây là dây màu màu cà phê nè. Cuộn này là 0.22, là tương đương với dây số 2. Giá là bao nhiêu? Cuộn này để cho anh em giá chỉ có 300k. Rồi. Loại này 0.22 là dây màu cà phê nè. Sẽ thêm tặng thêm anh em một cuộn loại này là 0.25 đi. 0.25, dòng này là dòng Patera, dòng này là dòng Utega nha mọi người. Nè. Hai dòng nó giống nhau nè mọi người, nhưng mà cuộn này nó có 150m nè, đều sử dụng công nghệ UV để đóng gói cực kỳ tốt nha. Đấy. Cuộn này 300k, tặng thêm cuộn này là 0.25, tương đương với dây 2.5 hàng Made in Japan, sức tải 12 lb, dây là dây màu trắng. Đấy. Đây. Loại này nó ghi nè. Dây cao được tạo ra với cho sự độ bền bỉ tốt nè. Kháng mày mòn nha, và có lớp vỏ mềm mại giúp dễ thao tác. Bao bì chống tia cực tím cao cấp mới giúp bảo quản dây ở điều kiện tốt nhất. Đấy, nó nhiều, nó dịch ra nhiều tiếng nha mọi người. Đây anh em nè, còn dòng này nè là một loại dây đặc biệt để bảo sợ đặc biệt nè, bảo đặc biệt đảm bảo sự vận hành tốt cho máy nha, cách đóng gói cải tiến giữ cho dây luôn ở điều kiện tốt nhất. Đấy, dòng này là chống mày mòn này, dòng này thì độ thẳng nè, độ thẳng tới 96% nha. Đấy, hai cuộn, cuộn này là 300k, tặng thêm cuộn này là giá bao nhiêu? Vẫn chỉ có 300k. Mã số 29 nha. 29. Cuộn này là 2.2, cuộn này là 2.5. 250m với lại 150m, mã số 29. Tiếp tục mã số 30. Rồi. 30 cũng tiếp tục là dòng đây, em có dòng Utega nữa nè. Utega loại này là 0.30 nha. 0.30, độ dài là 150m, hàng Made in Japan này. Dòng này là dòng chống mày mòn nha. Rồi cuộn này để anh em giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 300k. 0.30 sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn. Cuộn loại này là 0.25 này. 0.25. Đây, tặng cho anh em thêm một cuộn Utega cũng 0.25 nha. Đấy, hai cuộn đều hàng chưa qua sử dụng nha. Đều cuộn này 300k, tặng thêm cuộn này, giá vẫn chỉ có 300k. Đấy. Đấy, dòng này thì kháng mặn nè, kháng mày mòn tốt nè. Kháng mày mòn nha mọi người, chống mày mòn này, anh em nào mà câu ISO hay là câu biển đồ là rất là gàn đá đồ rất là ngon nè. Rồi, mã số 30. Giá vẫn chỉ có 300k, mã số 30. Tiếp tục mã số 31. Rồi. 31. Và 31 tiếp tục là em cũng có dòng dây Shimano nè, loại này là 0.25, là độ dài là 250m, dòng Patera CV BV nha, dòng này dây là dây màu cà phê nè. Rồi cuộn này là 2.5, 250m, sức tải là 12 lb, giá bao nhiêu? Giá 300k. Cũng tặng cho anh em thêm một cuộn loại này là 0.22 luôn, 0.25 luôn. Được rồi. 22 rồi. Tặng anh em thêm một cuộn 0.25 luôn. Dây là dây màu trắng, 150m, sức tải cũng 12 lb. Dòng này là Patera, dòng này là Utega. Đấy. Rồi, mã số 31 để cho anh em giá vẫn chỉ có 300k. 31. Hai cuộn nha. Rồi, tiếp tục mã số 32. Tiếp tục mã số 33 nha mọi người. 33 tiếp tục nha. Em có dòng cũng dòng tiếp tục mã 33 nha. 33 dành cho anh em nào cũng là PE, nhưng mà dòng này là dòng 7 màu nha mọi người. À, dòng 5 màu nha mọi người. Dòng 5 màu này, anh em nhìn sợi dây nè, đấy, dòng này là dòng 5 màu nha. Loại này là 2.5, sức tải là 22 kg, độ dài 500m, dòng Patera này. Đấy, dòng này là IGK Made in Japan nha. Dòng này là PE siêu bền chống sốc, dòng này là dòng chống sốc nha mọi người. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? 150m, hàng chưa qua sử dụng, để cho anh em giá là 2.5, sức tải 22 kg, giá chỉ có 350k. 350k nha. Sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn 33 nha. Rồi sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn đây, một cuộn Shimano nha, dòng Big Bull nha mọi người, loại số 7 nè, độ dài 100m, hàng chưa qua sử dụng mà mới tin luôn nha. Loại này 2.5, tặng thêm cuộn Shimano này, giá bao nhiêu? Vẫn chỉ có 350k, mã số 33. Tiếp tục mã số 34. 34 là tiếp tục là em có dòng cuốn kìm đó. À. 34 rồi. Rồi 34 tiếp tục là em có dòng 34 tiếp tục là em còn sốt lại một cuộn fluoro carbon, loại này là 1.2 nè. 1.2 là tương đương với 0.18, sức tải là 7.4 kg nè, là fluoro, là dòng cước tàng hình mềm mịn và không bụi sóng, chuyên về cho anh em câu cá chép, câu cá nước ngọt nha. Cả anh em câu cá nước biển nữa. Rồi cuộn này 500m để cho anh em giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 400k. Rồi sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn
fluorocarbon, loại này cũng 1.2 gam màu trắng nha. Đấy anh em, dòng này là Fishing Line Classic, dòng này là Fishing Line dòng Super. Đấy, hai cụm đều là một hãng, một cụm này tặng thêm cụm này, giá bao nhiêu? Là 600m, mã số 34, giá vẫn chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 34 nha. 34 giới thiệu cho anh em là một dòng cước công nhận nè. Công nhận loại này là 0.35 nè mọi người nha. Cước công nhận là Tatula, hàng này là hàng Japan nha mọi người. 0.35, độ dài là 100m, tương đương với lại 0. Sức tải 14kg nha. Loại này là 100m trên một cuộn này, 1 2 3 4, 4 cuộn là 400m, tặng thêm 100m nữa là 500m nha. Anh em nhìn sợi dây này, cực kỳ bóng bẩy, cực kỳ đẹp luôn nha. Dòng này là nó không bụi xoắn nha mọi người. Dòng này nó kéo cả khi tre luôn. Dòng dây này ngày xưa anh em nào hay câu là biết. Tatula dòng này cực kỳ trâu bò, mã số 34. Giá vẫn chỉ có 5 cuộn 200k và dây liền với nhau 500m. Tiếp tục mã số 35. 35 tiếp tục là em có dòng này, loại này là 0.40 nha mọi người. Đó. Loại này là 0.45 này. Loại này là 0.45, là độ dài là 100m, sức tải là 21kg. Đây anh em nhìn sợi dây nha. Nó khác màu nha mọi người. 1 2 3 4, 4 cuộn tặng một cuộn, giá bao nhiêu? Giá chỉ có 200k, là 400m tặng thêm 100m nữa là 500m. Tatula nào địa Nhật, anh em nhìn cái tem nó nè. Đấy. Hàng Japan nha. Rồi Banat Japan. Dây là dây siêu bền, kéo cả khi tre, mã số 35. Giá 200k. Là 500m dây liền với nhau là 4 cuộn tặng một cuộn là 500m ạ. Tiếp tục mã số 36. 36 tiếp tục là em có loại này là 0.50 nè. 0.50 là độ dài là 100m, sức tải là 23kg rồi. 1 2 3 4, 4 cuộn tặng một cuộn, giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 200k nha. Tatula Banat. Dòng này thì dây siêu bền, kéo cả khi tre, anh em nào câu sông đồ câu biển rồi lấy dòng này nha. 100m trên một cuộn, 4 cuộn là 400m, tặng thêm 100m nữa là 500m. Giá là 200k trên 5 cuộn. Tiếp tục mã số 37. 37 tiếp tục là size lớn nhất của nó là 0.60. 0.60 độ dài là 100m, sức tải là 26kg nha. 1 2 3 4, 4 cuộn tặng một cuộn, giá bao nhiêu? Giá chỉ có 200k nha, mã số 37. Đấy, loại này là 400m, tặng thêm 100m là 500m, giá cũng chỉ có 200k, mã số 37 nha. Tiếp tục mã số 38. Rồi, 38. Rồi, mã số 38 này. 38 tiếp tục là em có dòng cước công nhạy nè, loại này là 0.25 nha. 0.25 là dây, là dây chỉ dây 2.5 nha, độ dài là 100m, sức tải là 8.2kg nè. Đấy anh em nhìn sợi dây này, hàng Nhật cắt cực kỳ hay, anh em thấy không? Mỗi size là nó sẽ khác màu nha. 1 2 3 4, 4 cuộn tặng một cuộn, giá bao nhiêu? Giá 200k. Nguyên lốc này là bao nhiêu? Giá là 400k. Đấy dòng cước công nhạy Tatula 0.25, độ dài là 100m, sức tải 8.2kg nha. Mã số 38. Tiếp tục mã số là 4 cuộn tặng một cuộn, giá 200k là 5 cuộn nha mọi người. 5 cuộn là 500m, 200k. Tiếp tục mã số 39 tiếp tục loại này là 0.40 nè. Độ dài là 100m, sức tải là 16kg nha. Banat Japan này. 1 2 3 4, 4 cuộn tặng một cuộn, giá chỉ có 200k. Nguyên lốc này là 400k nha mọi người. Mã số 39. 0.40 tương đương cước số 6, độ dài là 100m, sức tải là 16kg, mã 39, 4 cuộn tặng một cuộn, giá chỉ có 200k. Mã 39. Tiếp tục mã số 40. Rồi 40 tiếp tục là em có một dòng cước công nhạy nữa. Loại này là 0.20, là tương đương với cước số 2 nha, độ dài là 100m, giá 6, sức tải là 6.5kg. Dòng này thích hợp về cho anh em đem lua ra, lua gèn đồ, lua suối đồ nha mọi người. Dây này là dây số 2 nha mọi người. 0.20 đó, 0.20 chưa được dây số 2 nha mọi người. Dây 0.20 là dây 1.8 này. 1 2 3 4, 4 cuộn tặng một cuộn, giá chỉ có 200k. Nguyên lốc này là 400k nha. 0.40 mã số 40 nha. 0.20, độ dài 100m, sức tải 6.5kg. Tatula. Mã số 40. Tiếp tục mã số 41. Rồi. 41. Rồi tiếp tục là em có một dòng cước 0.70 nè. 0.70 là tương đương cước số 14 nha. Dòng này là dòng cước siêu tải trọng Made in Japan, nào địa Nhật nha. Dòng neo biển là dòng chuyên về cho anh em câu đáy biển và săn hàng đánh cá lớn. Dòng này thì sức tải nó tới mấy chục ký luôn nha mọi người. 1 2 3 4, 4 cuộn tặng một cuộn, giá bao nhiêu? Giá chỉ có 200k. Nguyên lốc này là 400k nha. Neo biển dây cước siêu tốt, siêu tải trọng. Đấy. 4 cuộn tặng một cuộn, giá 200k, còn nguyên lốc này là giá là 400k nha. Mã số 41. Anh em nào về đánh thử đi, lấy 4 cuộn về đánh. 4 cuộn tặng một cuộn về đánh bao mê luôn, 500m dây siêu tải trọng nha. Anh em về câu đáy biển nha. Mã số 41. Giá là 200k trên 5 cuộn. Tiếp tục mã số 42 nha. 42 tiếp tục là em có loại neo biển.
đây. Neo biển loại này là 0.50 nè, 0.50 loại này là 200 mét trên một cụm nha, tức là 1000 mét là dây liền với nhau nha. Rồi, loại này là 0.50 200 mét neo biển. 1 2 3 4 5 cụm, 5 cụm này là 1000 mét dây liền với nhau. Thì cho anh em giá bao nhiêu? Giá chỉ có 400k bao ship cho anh em luôn. Neo biển nha, loại này sức tải là 40 kg, là 80 lb nha mọi người. Siêu tải trọng dành cho anh em nào săn hàng đánh cá lớn đánh đáy biển, dây liền với nhau, hàng chưa sử dụng luôn, mã số 42, giá chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 43. Rồi, 43 ngồi dòng những dòng cước có là em bên em có dòng cước con 4 con cá nha. Dòng này là của Okamoto nha, dòng này là của Sapan nè. Dòng này cước cái này cái hai cái là không bị xoắn nha. Cước này đánh không bị xoắn nha mọi người. Cước 4 con cá. Dây là dây liền với nhau, loại này là 80 mét trên một cuộn này. 1 2 3 4 dây liền với nhau nha mọi người. Rồi. 4 cuộn tặng một cuộn giá chỉ 200k, nguyên lốc này là bao nhiêu? Giá chỉ có 400k bao ship luôn. Okamoto 4 con cá, dòng này là hàng Sapan nha mọi người, sức tải 50 lb, tương đương với dây số 12, 25 kg là 0.60, mã số 243. Tiếp tục mã số 44. Rồi. Tiếp tục mã số 44, 44 tiếp tục là em có dòng này cũng là cước số 14 nè. Số 14 loại này là 90 mét trên một cuộn, loại này là 56 lb là 0.70 nè, sức tải 28 kg, hàng Sapan, 4 con cá nha, dòng này là dây cực kỳ dai nha, dai và thẳng không bị xoắn nha mọi người. 1 2 3 4, 4 cuộn tặng một cuộn giá 200k, nguyên lốc này là bao nhiêu? Nguyên lốc này là 400k bao ship luôn, mã số 44. Tiếp tục mã số 45. Rồi, 45 tiếp tục là em có dòng 4 con cá nè. Dòng này là dây số 7 nha, độ dài là 100 m tương đương với 0.45, 32 lb, sức tải là 16 kg, Sapan nè. 1 2 3 4, 4 cuộn tặng một cuộn giá chỉ có 200k, nguyên lốc này là bao nhiêu? Giá là 400k. Okamoto số 7 100 m. Sức tải 16 kg tương đương 32 lb, nguyên lốc này là giá là 400k. Còn anh em mua 4 cuộn tặng một cuộn là giá là 200k. Mà là 4 cuộn là 400 m dây liền với nhau, tặng thêm 100 m nữa là 500 m, giá chỉ có 200k nha mọi người. Mã số 45. Tiếp tục mã số 46. Rồi. Mã số 46 tiếp tục là cũng là cước 4 con cá Sapan đầu địa nhạc. Loại này là 100 m, sức tải là 40 lb. Số 9 là 0.40, sức tải 20 kg nha. 1 2 3 4, 4 cuộn tặng một cuộn giá bao nhiêu? 4 cuộn là 400 m, tặng thêm 100 m nữa dây liền với nhau để cho anh em giá chỉ có 200k. Nguyên lắp là 400k nha mọi người. Mã số 46. Tiếp tục mã số 47. Rồi, cuộn 7 là combo dành về cho anh em săn hàng nha mọi người. Đây, cước thẻ dành cho anh em săn hàng. Cuộn này là cuộn số 7 nè. Super Fishing Line 7.0 là 0.45, sức tải 18 kg. Đấy. Rồi, cuộn này là cuộn số 8 nè. Cuộn này là số 8 là 0.50, sức tải 21 kg. Rồi, hai cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Giá chỉ có 200k. Mã số 47 nha. Hai cuộn này 200k, nhưng mà anh em mua 3 cuộn á là giá bao nhiêu? 3 cuộn là giá là 300k. Cuộn này cũng cuộn số 7 nha, nhưng sẽ tặng thêm anh em một cuộn nữa. Đấy, sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn số 8 nữa nha. Đấy. Mã số 47 nha. Mã số 47 là hai cuộn này là 200k. Rồi. Tiếp tục mã số 48 nè. 48 là anh em mua 3 cuộn nha. 3 cuộn là hai cuộn số 7 là dòng cước tàng hình mềm mịn và không bị xoắn. Là 3 cuộn này là hai cuộn số 7, một cuộn số 8, giá bao nhiêu? Giá vẫn 300k, nhưng mà tặng cho anh em thêm một cuộn Fluoro Carbon nữa, dòng Super Fishing Line nữa. Rồi, tổng là 4 cuộn, giá bao nhiêu? Giá chỉ 300k. Mã số 48. Tiếp tục mã số 49. Số 49 nha. Mã số 49 tiếp tục là em có dòng là Fishing Line Classic 4.0 là 0.32 này, sức tải là 12 kg nha. Dòng này chuyên về cho anh em làm gì? Làm thẻo câu cá chép hoặc là đi câu chấm đen. Anh em là làm lure nha mọi người, lure lóc nha, lure lóc. Dòng này là mềm mịn và dây tuyệt đối không dùng sẵn. Anh em nào về làm dây này làm lure đánh anh em bao mê luôn, anh em về xài dây cước là anh em biết rồi. Cước cực kỳ xịn luôn nha. Tàn hình mềm mịn và chống mày mòn cực kỳ tốt luôn, chống sóc nữa. Mã số 49 để cho anh em giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 400k. 4.0 là 0.32 nè. Rồi, sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn Fluoro Carbon loại 5.0 nè. 5.0 là 0.37, sức tải 16 kg và dây là dây màu trắng nè. Cuộn này tặng thêm cuộn này, mã số tổng chiều dài là 600 mét dây, mã số 49 giá chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 50.
Rồi, tiếp tục mã số 50 nha. Rồi, 50 tiếp tục là em có dòng này là dòng... Rồi, mã số 50 nha. 50 tiếp tục là em có loại này là Team Daiwa này. Team Daiwa loại này là 0.30, sức tải là 7 kg này. Dòng này là dòng cước cao cấp nha, mọi người chiên về cho anh em đây. Dòng cước cao cấp nha, 1, 2, 3, 4, 4 cụm tặng 1 cụm, giá bao nhiêu? Giá chỉ có 300k là 500 mấy chơi liền với nhau. Nguyên lốc này là bao nhiêu? Giá là 600k, bao ship cho mọi người nha. Team Daiwa 0.30. Mã số 50, rồi nguyên lốc này. Anh em mua nguyên lốc này để cho anh em giá là 500k luôn nha, 500k cộng ship nha. Sale luôn, cậu có cục hả? Tiếp tục mã số 51. 51 cũng vậy luôn, 0.35, sức tải 10 kg, độ dài 100 mét. Anh em mua 1, 2, 3, 4, 4 cụm tặng 1 cụm, giá là bao nhiêu? 300k. Nguyên lốc này để cho anh em giá bao nhiêu? 500k cộng ship luôn. Đấy, mã số 50, 51 nha. Đấy, còn hai lốc này bán luôn, sale luôn cho mọi người luôn nha. Mã số 51 là 0.35, là tương đương với dây số 4.5 á. Tiếp tục mã số 52. 52 tiếp tục là em có dòng fluoro carbon này, dòng là Super Fishing Line 8.0 là 0.50, sức tải 24 kg. Dòng này là chuyên về cho anh em làm thẻo, câu biển, câu cá lớn, săn hàng, tắm đen, chép đồ đều được nha. Nhưng mà dòng này nó chuyên biển hơn, tại vì dòng nó giống màu reo nha mọi người. Đây này, anh em nhìn nè, khi nó ra là ra màu trắng reo nha. Rồi cùng này 500 mét để cho anh em giá bao nhiêu? 400k. Fluoro carbon là dòng một dòng cước tàn hình mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bị sáng. Rồi cụm này là dây số 8 đúng không? Dây là dây ba màu này, sẽ tặng cho anh em thêm một cụm số 8 0.50, sức tải 21 kg, dây màu trắng nữa. Mã số 52 để cho anh em giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 400k. 52 tiếp tục mã số 53. Rồi 53 sale anh em là có nguyên lực cụm cước này nè. Đấy, rồi lóc này là chuột, số này là dây lớn nha mọi người. Loại này là tới 0.80 nè, 80 mét trên một cụm này, sức tải là 45 kg nha. Rồi loại này là bao nhiêu mét? 80 mét trên một cụm, 1, 2, 3, 4. Rồi nguyên lốc này để cho anh em giá là dây siêu khủng nha. Loại này về anh em làm gì ta, làm chùm nho đồ, anh em đánh đáy biển luôn nha. Sức tải 45 kg, dòng bass nha. Dòng này đánh cũng cực kỳ hay nè, giá chỉ có 200k nguyên lốc này nha. Lốc này 200k. Mã số 53. Tiếp tục mã số 54. Đây, 54 em cũng có dòng đó, nhưng mà loại này là 0.40 nè. 0.40 là tương đương với cước số 6 nha mọi người. Độ dài là 100 m, 5 cụm này là 500 m, để cho anh em giá bao nhiêu? Giá cũng 200k luôn, sale cho anh em luôn. Rồi mã số 54 nha. Dây liền với nhau, hàng chưa qua sử dụng, mã số 54, giá chỉ có 200k.